Thưa quý vị, một trong những hoạt động chính thu hút người dân và du khách tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 là hội chợ triển lãm chuyên ngành về cà phê, nơi những đơn vị doanh nghiệp có cơ hội quảng bá sản phẩm, đặc biệt là mặt hàng cà phê. Tại đây, nhiều sản phẩm được giới thiệu nhằm nâng cao giá trị cho cây cà phê. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé! Hơn 400 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp, trong đó có hơn một nửa là doanh nghiệp chuyên ngành về cà phê ở trong và ngoài nước, tham gia trưng bày tại hội chợ. Tất cả đều mong muốn tận dụng cơ hội để giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, gia tăng niềm tin về giá trị sản phẩm cà phê. Ngoài việc mong muốn phát triển tăng cao số lượng sản lượng, thì tụi em hy vọng là sẽ lan tỏa cái vị cà phê chất lượng cao này của Việt Nam mình đến tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn bè quốc tế. Sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư nâng cao chất lượng, bao bì, mẫu mã sản phẩm, thiết kế gian hàng ấn tượng, hoạt động trải nghiệm miễn phí tại chỗ đã thu hút đông đảo du khách gần xa. Tìm hiểu những cái đặc sản ở đây là như thế nào, để sau đấy mình về mình có thể mình kiểm nghiệm thử xem là ở tỉnh Quan Tâm mình là cũng là đất cà phê. Mình thử xem thử là cái chất lượng như ở bên này với bên kia uống cái vị như thế nào, ngon hay không, hoặc là có những cái gì nét gì riêng không. Không chỉ doanh nghiệp chuyên về cà phê, nhiều đơn vị khác cũng tích cực tìm kiếm cơ hội cho những mặt hàng đặc sản của Tây Nguyên. Ngoài ra, những sản phẩm góp phần giúp nâng cao giá trị cà phê cũng được tích cực quảng bá. Khi mà tham gia cái lễ hội này thì chúng tôi muốn trực tiếp được tiếp cận với bà con nông dân và mong muốn là bà con biết đến cái bộ sản phẩm của phân bón Cà Mau để sử dụng có được cái mùa màng bội thu. Với chủ đề Buôn Ma Thuột, điểm đến của cà phê thế giới, hội chợ là dịp để tạo dấu ấn về sản phẩm và cơ hội để nâng cao uy thế doanh nghiệp. Đây cũng chính là cơ hội quảng bá, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, liên kết hợp tác đầu tư, tiêu thụ cà phê của Buôn Ma Thuột nói riêng, Việt Nam nói chung.